Đang quay trà màu nha các bác nha, một đôi trà màu nha, số trống rất là sung. Hôm nay tôi đánh bên gốc cây cam bị trượt một lần rồi, đánh nhau đánh bên dưới lồng nha. Đấy, sập rồi nha các bác nha, xem có được con mái không nha. Điện thoại quay camera không gió mấy. Ấy ấy ấy, mồi đánh nhỉ, mồi đánh bổi kìa. Cũng vừa mưa to bác ạ. Chưa gì về đến đã sập rất là nhanh, chưa đến 2 phút nữa. Con này có là hăng. Bây giờ là đến mùa chuẩn bị chim làm tổ là bấy rất dễ. Ê, bác nghèo. Mùi, chim mùi em còn nhát lắm. Bác nào thích con này thì ăn lâu nhá. Ôi, hỏng hết lông đuôi.